Xin kính chào quý thầy cô, thân chào quý thầy cô đến với hành trình kiến tạo văn hóa đọc. Với mong muốn được đồng hành cùng quý thầy cô trên hành trình đưa sách và đời sống là một. Và ở bối cảnh hiện nay, khi dịch Covid đang bùng phát tại nhiều nơi, toàn quốc đang hạn chế di chuyển, sắp vào kỳ nghỉ hè của ngành giáo dục là thời điểm để đào luyện bản thân. Vì vậy, hành trình kiến tạo văn hóa đọc online được ra đời. Đối tượng thành viên hành trình: 1. Gồm tất cả những thầy cô mong muốn xây dựng văn hóa đọc cho mình, cho gia đình và lớp học. 2. Ưu tiên cho thầy cô đã tham gia các dự án của Trí tuệ Việt Nam và cộng đồng GNS. Nội dung trọng tâm hành trình bao gồm: 1. Áp dụng đưa sách vào đời sống với bản đồ, tự học tự rèn 9 bước. 2. Thực hành xây dựng văn hóa đọc cho con, cho gia đình và cho các em học sinh. 3. Thầy cô trở thành cộng sự, cánh tay nối dài của Trí tuệ Việt Nam về kiến tạo văn hóa đọc. Thời gian khai giảng bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 2021, bế giảng vào ngày 15 tháng 8 2021. Lời cam kết từ dự án đến thầy cô, Trí tuệ Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ đưa chương trình văn hóa đọc vào trường học. 2. Tặng sách cho các thầy cô, học sinh để xây dựng văn hóa đọc tại lớp học. Hành trình này không phải của riêng ai, hành trình này là của tất cả chúng ta. Thân mến, hẹn gặp lại quý thầy cô trong buổi khai giảng đầu tiên của hành trình vào ngày 24 tháng 5 2021. Trân trọng.